Mời quý vị đến với bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18 tháng 4, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La Vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, hôm nay có nắng nóng cục bộ. Dự báo ngày 19 tháng 4, khu vực phía Tây Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 40%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Dự báo, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, khoảng ngày 20 tháng 4, khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chuyển sang thông tin thời tiết trong tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi ngày hôm nay ngày 18 tháng 4 đã có nắng nóng trên diện rộng, vùng núi có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày hôm nay, 18 tháng 4 tại Ba Tơ là 38,5 độ C, tại thành phố Quảng Ngãi là 34,5 độ C, độ ẩm từ 45 đến 60%. Chiều nay qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar, định vị sát và số liệu quan trắc tự động cho thấy, trên khu vực các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, phía Tây huyện Bình Sơn đã có mây đối lưu tồn tại và phát triển. Từ thời điểm hiện tại đến vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục tồn tại phát triển, có khả năng gây mưa rào và giông cho các huyện nói trên, có thể mở rộng ra các huyện lân cận. Cần đề phòng có lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong giông. Dự báo ngày mai, ngày 19 tháng 4, Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng tiếp tục có nắng nóng ở vùng đồng bằng và nắng nóng đặc biệt gay gắt ở vùng núi. Nhiệt độ cao nhất ở vùng núi phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, đoạn thấp nhất từ 40 đến 50%. Nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, đoạn thấp nhất từ 50 đến 60%. Khả năng ngày 20 tháng 4, nắng nóng ở vùng núi có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn còn nắng nóng gai gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Vùng đồng bằng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng phổ biến từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu ổ huyện Bình Sơn, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng, chiều và tối có thể có giông, Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, có nắng nóng, chiều và tối có thể có dông. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, ngày nắng nóng, có thể có dông vào chiều và tối. Thị trấn Ba Tơ, không mưa, ngày nắng nóng, đặc biệt gây gắt, chiều và tối có mưa và dông, đề phòng có lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Lý Sơn, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh truyền hình Quảng Ngãi kết thúc tại đây. Kính chào, tạm biệt quý vị.